Liên quan tới vụ tấn công trung tâm hòa nhạc Krakow City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow vào tối ngày 22 tháng 3, hôm 8 tháng 4, Ủy ban điều tra Nga cho biết đã phát hiện mối liên hệ tiềm tàng giữa các cơ quan đặc biệt của Ukraine với vụ tấn công này. Theo hãng tin RT, đây là tuyên bố sau cuộc họp do người đứng đầu Ủy ban điều tra Nga Aleksandr Pachykin chủ trì. Dù không cung cấp thông tin chi tiết về những gì được thảo luận tại cuộc họp, song Ủy ban điều tra Nga khẳng định đã nắm được bằng chứng quan trọng về sự liên hệ của Kiev, đồng thời nhắc lại những thông tin đã được công bố trước đó. 4 nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ tấn công trung tâm hòa nhạc cùng 7 đồng phạm đã bị Nga bắt giữ. Giới chức Nga nhiều lần nghi ngờ Ukraine là chủ mưu và sử dụng những tay súng Hồi giáo cực đoan để thực hiện vụ tấn công ở Moscow. Tuy nhiên, cả Kiev và phương Tây đều bác bỏ các cáo buộc Ukraine liên quan tới vụ việc. Theo phương Tây, ISISK, một chi nhánh của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, là thủ phạm gây ra vụ tấn công. Chính IS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Trước đó, hôm 7 tháng 4, Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB đã công bố thông tin trong quá trình thẩm vấn các nghi phạm cho biết họ đã được chỉ thị chạy trốn về phía biên giới Ukraine sau khi thực hiện tấn công trung tâm hòa nhạc. 4 nghi phạm đã bị bắt ở vùng Bryan của Nga, gần biên giới với Ukraine chỉ vài giờ sau vụ tấn công. Ngoài ra, các nhà điều tra Nga trước đó cho hay đã tìm thấy dấu vết tiền liên kết của những kẻ bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công ở Moscow với những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine.